Nhắc đến cây hoa tử đằng thì mọi người thường hay nhớ đến đất nước Nhật Bản. Tuy nhiên thì tử đằng lại được phát hiện lần đầu tiên tại Trung Quốc. Giờ đây thì tử đằng là một loại cây cảnh phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Chúng mới du nhập được về Việt Nam nhưng được mọi người rất là ưa chuộng. Ở Việt Nam thì tử đằng còn có tên gọi khác như là chu đằng, dây sắn tía. Về đặc điểm hình thái của cây tử đằng là cây dây leo thân gỗ. Tử đằng thì quấn quanh vật đỡ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. Chúng có thể leo cao đến 20 mét, tán có thể lan rộng tới 10 mét, thân gỗ có màu xám nhạt. Hoa của cây tử đằng thì mọc thành chùm dài từ 10 đến 80 cm, rủ xuống trông rất là bắt mắt. Đặc biệt thì cây rất sai hoa, nở rộ càng làm tăng cái vẻ đẹp của cây hoa. Hoa có nhiều màu như là tím, hồng, trắng, nhưng được ưa chuộng và trồng rộng rãi nhất vẫn là tử đằng tím. Hoa có mùi thơm nhẹ, khó phát hiện. Mùa hoa là mùa xuân và mùa hè. Về cái cách trồng và chăm sóc cây hoa tử đằng. Cây hoa tử đằng thì có thể nhân giống bằng cách ươm hạt hoặc là dâm cành. Thời gian trồng tử đằng phù hợp nhất là vào mùa xuân hoặc là mùa mưa. Tử đằng thì ưa thích đất trồng màu mỡ, tơi xốp. Cây tử đằng cũng khá là dễ sống, có thể thích nghi với nhiều khí hậu khác nhau, miễn là có đủ ánh sáng, bởi tử đằng là cây ưa sáng. Cây cũng rất là ưa ẩm, vì vậy các bạn cần tưới nước hàng ngày. Mỗi một năm thì các bạn tỉa lá cho cây vào 2 lần, vào tháng 7 và tháng 2 và tháng 7 để cây phát triển tốt hơn và ra xa hoa sai hơn. Chúng ta bón phân hữu cơ cho cây vào mùa xuân, bón thêm LBK vào trước mỗi mùa hoa. Các bạn cũng cần phải làm giá đỡ, dàn neo cho cây. Về cái ý nghĩa và công dụng của cây hoa tử đằng. Tử đằng thì tượng trưng cho tình yêu bất diệt và thủy chung. Người ta thường tặng tử đằng tím thay cho lời tỏ tình, tặng tử đằng trắng để thể hiện lòng cảm mến, tôn trọng tình bạn giữa hai bên. Vì vẻ đẹp của hoa tử đằng nên người ta thường trồng chúng ở cổng này, làm bờ rào, làm dàn tre. Cây cũng thường được trồng dạng bonsai.